Vâng, xin kính chào toàn thể các bác. Thì hôm nay em xin phép được giới thiệu với các bác cái mẫu cắt cành, mẫu kéo cắt cành đa năng hiện tại bên em shop em đang kinh doanh. Như các bác có thể thấy đây, đây là cái mẫu cắt cành kéo cắt cành cao cấp nhé các bác, kéo cắt cành trên cao, kéo cắt cành cao cấp, nhãn hiệu made in Taiwan này, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan nhé. Kéo nhãn hiệu kéo là nhãn hiệu kéo Santa. Đây các bác thể nhìn thấy này. Bây giờ thì em chỉ hướng dẫn giới thiệu sơ qua về chiếc kéo này cho các bác biết. Kéo này thì nó là một chiếc kéo cắt cành đa năng trên cao, gồm cái chức năng là cắt tỉa những cái cành ở trên cao với cái chiều dài của kéo là 3m cộng với lại cái chiều cao chính của chúng ta là từ 1,5m cho đến 2m thì sẽ nới dài thêm cái khoảng cách của chiếc kéo này thì nó sẽ lên đến tầm 4,5m cho đến 5m. Thì cái chiếc kéo này nó hội tụ đầy đủ các tính năng như là cắt cành, tỉa cành, cưa cành, kẹp quả cũng như là móc, giật những cái cành khô, những là cái cành kéo cắt mắc ở trên cây. Đây các bác có thể biết này, chất liệu của nó thì là bằng thân kéo này bằng hợp kim nhôm nha các bác nhé. Hợp kim nhôm, đây các bác có thể thấy này, rất là chắc chắn luôn. Cái phần tay cầm thì được ôm bằng một cái ôm nhựa, đây, rất là chắc chắn. Và có thể nối và thể kéo giãn kéo ra, kéo dài cái chiều dài của kéo bởi vì những bằng một sợi ống rút đấy, có những cái khớp nối đây, các bạn thể nhìn thấy này, đây là khớp nối này. Khi mà chúng ta sập đây, đó, cái phần nãy nó sập xuống như này là phần rất là chắc chắn, đây, đó, sập lên như này, là chúng ta kéo dài ra. Khi mà thu kéo lại thì cái chiều dài của cái kéo này nó tầm 1,5m và kéo dài ra thì nó sẽ là 3m nha các bác nhé. Chiều dài cơ bản là 1,5m và kéo dài ra thì nó sẽ là 3m. Thì đây các bác có thể nhìn thấy đây, đây là một cái móc, đây là một cái móc để móc giật những cái cành cây khô, và phần này là phần lưỡi nhựa với phần lưỡi sắt này là để kẹp quả. Khi các bác mua kéo thì sẽ được cặn kèm thêm một lưỡi cưa để lắp, chúng ta sẽ lắp vào cái phần đầu kéo này để chúng ta cưa những cái cành lớn mà kéo không cắt được. Lưỡi kéo thì bằng thép, lưỡi kéo thì bằng thép hợp kim, rất là chắc chắn và bền bỉ. Đây là cái phần chuôi kéo này, các bạn có thể nhìn thấy, đây là phần chuôi kéo nhé. Phần chuôi kéo là tay dạng bóp cò, đây là phần dạng bóp cò nhưng nó giống như là cái kìm ấy. Có chốt đây nhé, có chốt cố định luôn, có chốt cố định. Có chốt cố định, khi mà chúng ta không dùng thì chúng ta vặn vào như thế này. Vặn vào thì nó sẽ chốt như thế này. Đó. Chúng ta giữ quả cũng vậy, chúng ta chốt vào. Đó. Nó kẹp chặt như thế này. Chốt vào thì nó sẽ giữ quả mở ra. Đấy. Nó hoạt động rất là bình thường. Và cái phần này thì nó xoay 360 độ nhé. Đó nhé. Đây, xoay 360 độ. Tay thì cũng là bằng nhôm hợp kim luôn, rất là chắc chắn. Thì cái kéo này em xin báo giá công khai cho các bác, đó là 850.000 một cái kéo nhập khẩu Đài Loan, kéo cắt cành đa năng hiệu nhãn hiệu made in Taiwan Đài Loan này. Đấy, với giá là 850.000 đã bao gồm cước phí đến tận nhà cho các bác. Các bác có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn chia sẻ các thông tin về sản phẩm cũng như cái cách đặt hàng cho các bác. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đó là quyền lợi của các bác. Các bác có nhu cầu cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Đây là một cái video nho nhỏ giới thiệu về cái mẫu kéo hiện đang rất là bán chạy cũng như là rất là hot trên thị trường, phục vụ tất cả các bác có nhu cầu về cắt tỉa các cành ở trên cao. Các bác, các cô, các chú còn lớn tuổi, không còn sức để leo trèo, hạn chế về cái khoản trèo thì chúng ta sẽ sắm cho mình một cái chiếc kéo như này rất là hợp lý và phục vụ đầy đủ các chức năng như là cắt tỉa cành, lấy mướp, lấy hoa quả, kẹp quả, đó, tỉa những cái cây cảnh cao, đấy, những cành lá vươn cao xa, phục vụ tất cả các bác trong ngành phát triển nông nghiệp. Đó. Đây là cái mẫu kéo rất là tốt, nó là hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan nên giá là nó cũng khá là cao, 850.000, nhưng với một sản phẩm chất lượng, cái mức giá tầm trung như thế thì các bác phục vụ đầy đủ các cái tính năng tỉa cành, cắt cành, chỉ 850.000 thôi các bác nhé, bao ship toàn quốc, ship COD, kiểm tra hàng rồi thanh toán.
một video nhỏ giới thiệu về cái mẫu kéo cắt cành đa năng, nhãn hiệu kéo cao cấp nhập khẩu nguyên chiếc tại Đài Loan. Sau đây em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tất cả các bác.